vào thẳng nhà Dracula để cướp. Đây sẽ thành vụ trộm thế kỷ cho mà xem. Mẹ này hơi phải biết. Không làm phiền hả? Đừng làm ta buồn cười nha. Wow, nhìn đống đồ này mà xem đi. Xem anh chàng này nữa nè. Kỳ thật á. Chào, lại đây với mẹ nào bảo bối. Kẻ nào dám quấy rầy giấc ngủ của ta. Bình tĩnh nào anh bạn. Ranger, làm gì đi. Nhận lấy nè. Trời, hơi quá rồi nha. Lên đi Hardy, cho hắn biết mùi đời. Ow, đợi em với. Mau biến ra khỏi đây. Ôi trời ơi, chết thì hết đường trốn. Ủa, sao tay của em đau vậy ta? Không phải chứ, tên ma cà rồng đó cắn em. Ôi Ranger, em thấy khó chịu trong người. Thật không thể tin được, Hardy à. Thật là kỳ quái. Em biến thành ma cà rồng mất rồi. Ôi trời ơi, sợ quá đi mất. Em phải làm gì bây giờ đây? Nóng quá à. Ánh sáng, bỗng mất thôi. Anh mau kéo rèm lại đi. Anh đóng ngay em à. Em chẳng thấy quen chút nào. Wow, bén à nha. Đừng lo em à. Anh biết phải làm sao rồi. Anh có chắc là được không vậy hả? Em nói anh mới để ý. Làm như này chắc mai mới xong quá. Hay dùng cái kìm đi. Em chẳng thích chuyện này tẹo nào. Thôi nào. Chút nữa thôi. Sao rồi? Có được không? Không. Anh không dễ bỏ cuộc như vậy đâu. Chắc người gãy răng là mình rồi. Nhận lấy nè, đồ xấu xa. Đừng, tha cho tôi, làm ơn. Hay nha. Hardy, cứu anh với, làm ơn. Wow, giấc ngủ này dài à nha. Này, con chuột bay kia, không được nhúc nhích. Ngươi đùa hả? Mình có ý này. Ê, người dơi. Hardy, xem màn ảo thuật của ta nè. Không thể nào. Giờ ngươi đã vào tầm ngắm của ta. Ước gì ta cũng hóa thành dơi được. Chúng ta phải làm sao đây? Anh còn hỏi em nữa. Nhưng mà sao càng lúc càng thấy sai sai ta? Được rồi á. Từ đây ngươi đã bay được rồi. Wow, đã quá à. Sao không ai cảnh báo ta về mấy yếu điểm này vậy? Đáng đời ngươi, đồ đầu dơi. Thợ săn ma cà rồng giỏi nhất thành phố Trum luôn thực hiện nhiệm vụ. Đã xác định được mục tiêu. Chuẩn bị tấn công. Này, muốn gặp rắc rối sao anh bạn? Để xem ngươi thấy thế nào nha. Ngươi sẽ phải trả giá tên hề kia. Chuẩn bị ăn cung tên của ta nè. Ngươi sẽ phải nếm mùi món vũ khí diệt ma cà rồng của ta. Chân tôi. Không ngờ là đau đến mức này. Hắn nghiêm túc quá hả? Bộ hài hước lắm hả? Đây, ăn chút tỏi đi nè. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Nè, sao các người dám chuồn mất hả? Rainster, đúng là thảm họa. Em tự làm không được nè. Giá mà em nhìn thấy chính mình thì tốt quá. Anh mau đi với em đi nào. Đây, nhìn nè. Không thể nào. Hay thử dùng cách nào tiên tiến hơn xem. Thật không thể tin được, chẳng có gì cả. Hay là máy ảnh bị lỗi nhỉ? Em có ý này hay lắm nè. Đi nào. Anh đứng đây đi. Hôm nay mọi việc cứ để em lo. Ủa, chuyện quá gì vậy trời? Xin lỗi nhiều nha, tôi hậu đậu quá. Thật không hiểu nổi. Có ma, biết ngay mà, ma là có thật. Wow, cây giáo này ngầu đét. Cái sách đây rồi, tới đây nào cưng. Phải gọi cảnh sát thôi. Để anh giúp Hardy, cùng nâng nào. Là cảnh sát, chuồn mau. Anh có quyền giữ im lặng. Được rồi, mình đã mài dao xong. Đau rồi nha. Cuối cùng cũng ngửi thấy mùi đồ ăn rồi.
Lại đây nào, chiếc quất đinh máu bé nhỏ. Anh đi đâu đó hả? Đứng lại. Nào cưng à, em bình tĩnh lại chút được không? Anh đi rồi. Này, không thoát khỏi em được đâu nha. May là có chiếc gối này. Bắt được rồi. Áo, nè đứng lại. Xin lỗi nha cưng, nhưng anh chịu thôi. Lần sau ngắm chuẩn vào nha. Em tới đây. Ồ, chết thì quên mất. Mình sống cùng với một cô nàng hút máu chính hiệu. Mọi chuyện có vẻ bất ổn quá đi. Phải hy sinh vì tình yêu chứ. Hoa đi, anh có thứ này cho em nè. Này, em đâu rồi? Thế là xong. Nàng ma cà rồng của anh thì được no nê. Và ngón tay anh thì vẫn gắn đúng chỗ. Không gì dễ thương bằng một buổi hẹn hò với tình yêu của đời bạn. Anh ở đâu vậy, Ranger? Áo, đau quá à. Cứ đi theo giọng nói của anh. Chứ anh nghĩ em đang làm gì hả? Đúng là hơi ngượng thật. À, anh đây rồi, bánh bút điên. Cuối cùng cũng tìm thấy. Sao em có thể hôn người dơi hả? Quá đáng quá rồi nha. Xin lỗi, em đâu có cố ý. Em muốn ăn chút hào không? Yêu, thôi cảm ơn. Thật á, nhưng em mê món này mà. Chắc ít nhất em vẫn dùng được món cốc thai thương hiệu của anh phải không? Để em thử. Ghê quá à. Yêu. Cô nàng bị gì vậy ta? Ai gọi pizza vậy ạ? Thế này mới được chứ. Bữa tối đã được dọn lên em yêu à. Wow wow, từ từ thôi. Chúc cả hai ta ngon miệng. Ra đi, xem anh tìm được gì ngoài vườn nè. Kuchiku. Cần muốn ăn gì không nào? Chắc là có rồi. Ew. Cái thứ gì vậy hả? Là thú cưng mới của tụi mình á. Nhà tụi mình có định mùi cuốn luôn á. Thôi nào cô nàng cau có, mau làm quen với nhau đi nào. Ta không thích mi. Đừng có nhìn ta như vậy nha. Không, đêm nay là đêm trăng tròn. Biết ngay mà, ngươi là người sói. Thôi đi, cô làm ta sợ á. Ta sẽ khiến ngươi trên cả sợ luôn. Ai cũng biết ma cà rồng và người sói là kẻ thù truyền kiếp. Hiu, có vẻ cắt đuôi được con nàng rồi. Cứu tôi với, chủ nhân. Wow, có chuyện gì vậy? Bé Bobo, em làm gì với cậu nhóc vậy hả? Đừng ngược đãi thú cưng như vậy chứ. Ủa, cái mùi gì vậy ta? Tôi không cố ý mà. Thôi em à, anh nghĩ đến giờ ăn tối của em rồi đó. Chao ơi, không một tên ác nhân nào có thể chống lại sự chảy trôi của thời gian. Nào, sinh nhật vui vẻ nha, Ranger. Anh ướp đi nè. Ồ, mình không được như xưa nữa rồi. Thử lại xem nào. Cố lên, anh làm được mà, Ranger. Nhưng ngày xưa anh vẫn làm á. Đủ rồi, anh bực mấy ngọn nến này lắm rồi. Wow, Ranger. Không, bớt đi à. Anh không nghĩ mình lại thành ra thế này á. Em rất đau lòng khi thấy anh già đi như vậy. Nhưng, nếu em thử. Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta. Và hơn thế nữa. Thành công rồi. Anh đã trẻ trung và hoạt bát trở lại. Đi nào, chúng ta đi chiếm lấy thế giới thôi. Đợi anh chút. Thói quen cũ có vẻ khó bỏ à nha. Hả? Anh nghiêm túc quá hả? Nào, đứng dậy và đi thôi. Tốt hơn rồi á. Xuất phát thôi. Kim cương to quá. Bạn ơi, làm ơn đừng có chạm vào. Tất cả đứng yên. Cướp đây. Rồi. Yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi. Bỏ hết đá quý vào túi đi. Nhanh lên. Người đâu mà ngầu quá dạ. Chúng ta sinh ra là dành cho nhau nhỉ. Lại đây nào em yêu. Này, tính ra coi. Đừng hòng bày mấy trò ngớ ngẩn này. Có túi rỗng đây nè. Hay quá. Được rồi, thế là xong. Tạm biệt nha các cô gái. Anh ấy về đến nhà rồi. Và chuẩn bị gặp một bất ngờ nhỏ. Hiu, mấy cái túi nặng ghê. Hả, cái trò quái gì đây? Dù là ai thì cũng chết với mình. Nhớ em chứ. Anh đi đâu vậy anh yêu? Yêu, chắc cắt đuôi được rồi. Xích lại luôn cho chắc ăn. Này, mở ra đi. Kỳ quá đi à.
Khoan đã, mình đang ở trong hang ổ xấu xa của Crush. Nhìn đống đồ đó kìa, chắc tâm hồn của ảnh nghệ sĩ lắm. Mình cũng muốn có poster giống như vậy. Nếu mà... đúng rồi, nhớ thấy nó ở đâu đây thôi mà. Thấy rồi, chải tóc cái thôi nào. Wow, sao có cái hộp kỳ lạ thế nhỉ? Là hộp trang điểm phong cách Hardy. Harry nhỏ ngốc nghếch quyết định trở nên xinh đẹp như Hardy Queen. Đầu tiên phải trị hết đống bụng khổng lồ này cái đã. Thế đó. Wow, là thật á hả? Ghê quá đi. Được rồi, tiếp nào. Cũng ổn đó chứ. Ow, cục này đau quá đi. Chắc trong hộp có thứ gì đó giúp được nhỉ? Máy hút bụng. Ew, cũng không mất gì. Wow, thành công thật nè. Ngay cả khi ở đây, Carrie cũng không hết bị bạn bè chọc ghẹo. Mấy bạn ấy nói cũng đúng ha. Wow, Ranger có nguyên kho vũ khí siêu to. Nhưng có cái gì lấy cạo râu được không nhỉ? Cái rìu. Phải rồi, bôi thêm bọt để cạo mượt hơn nào. Tạm biệt nha râu, chả ưa bạn xíu nào. Được rồi, phải làm thôi. Cuối cùng. Hả, nó còn dày hơn nữa. Được rồi, hộp trang điểm giúp cho mình nào. Mắt mình. Chà, đúng là không lường được. Các bạn thấy gì chưa? Dễ thương quá nè. Ranger ơi, Ranger ơi, trả lời em đi anh. Ôi, mình mệt quá đi. Hả? Không hay chút nào. Ôi trời ơi, đúng kiểu đem chân bỏ chợ luôn. Ranger không muốn thấy cái này đâu. Đồ cắt móng tay cũng chịu thua đống này. Bọn mình cần cái gì đó mạnh hơn. Cái gì đó thật nặng đô. Mình làm được mà. Làm nào. Tiến lên. Để xem nào. Chưa xong đâu nha. Bồn ngâm chân xịn đó chứ. Cho thêm tí sữa tắm nữa nào. Mà thôi, phải cho nhiều vào nha. Hả? Cảm giác có hơi lạ. Đau quá. Ôi trời, cái này không phải sữa tắm. Làm sao bây giờ đây? Hy vọng kem này chữa được. Còn hiệu quả hơn mình tưởng nữa. Nhưng mà vẫn phải làm gì đó với bàn chân của mình. Chắc chắn hộp trang điểm sẽ giúp được cho mình thôi. Bạn biết bạn rất hữu dụng chứ. La 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 la. Sơn móng màu đỏ. Quá tuyệt. Màu mà Hardy thích nhất nè. Và hô biến. Dễ ẹt luôn. Wow, mùi gì vậy trời. Ôi, mình quậy tung hết lên rồi. Làm sao Ranger thích nổi một cô gái ở bẩn chứ. Muốn có nụ cười đẹp chắc phải mất nhiều thời gian. Nghĩa là mình phải bắt đầu ngay bây giờ thôi. Trong này phải có thứ gì đó có ích ha. Wow, phòng tắm bí mật của Ranger kìa. Bạn chạy đánh răng của anh ấy nữa nè. Được rồi, phải quên nó đi thôi. Wow, nước súc miệng đặc biệt của Ranger. Không tệ. Hả? Hàm răng bạch kim. Không phải phong cách của mình rồi. Quên mất tiêu. Mình vẫn còn hộp trang điểm mà. Máy tăm nước. Đúng thứ mà mình cần đây rồi. Tắm cho răng thôi nào. Tuyệt. Không có thời gian giải thích đâu. Phải hành động ngay thôi. Ủa, mắt kính đâu mất tiêu rồi. Không thấy gì cả. Ai cứu mình với. Wow, thấy lại rồi nè. Không biết ai nhưng mà cảm ơn nhiều nha. Này Carrie, nói nghe xem bạn định làm gì với cái đó hả? Gì vậy? Mình đang nói bạn đó. Hardy hàng thật không có cặp chân mày kiểu đó đâu. Chân mày? Đúng nhỉ. Lâu lắm rồi mình không đụng tới nó luôn á. Được rồi, đợi mình chút nha. Xong rồi, bắt đầu điều trị thôi nào. Hoàn hảo. Đồ ăn. Cục cưng, ở đây chờ nha. Cái khuôn hay quá dạ.
sao đó giờ mình không dùng tới nhỉ? Oh yeah, giờ chắc chắn crush sẽ đổ mình. Đến bước khó nhất rồi đây. Phải trở thành bản sao hoàn hảo của Honey. Bắt đầu thế nào đây nhỉ? Lấy đồ trang điểm, phải rồi. Phải làm ẩm bông trang điểm trước mới được. Mình giỏi vụ này lắm. Đã là Honey thì nhất định phải có làn da trắng sứ. Nhìn được đó. Đánh ra được tông màu y hệt cũng khó đó nha. Nhưng Cherry thành công rồi. Bước 2, đánh mắt xanh và đỏ giống như Honey. Dùng chiếc cọ thật dày và đánh thật kỹ. Như thế này nè. Vẫn còn thiếu thiếu gì đó. Phải rồi, trái tim. Thôi nào. Ui, chắc mình phải dùng biện pháp mạnh rồi. Em làm chuyện này vì anh đó, Ranger. Sao mà nó đau dữ dội thế này nè. Thì ra đây là cách Honey làm đẹp cho lớp trang điểm lem nhem. Anh yêu. Hả? Dấu ấn tình yêu đâu mất tiêu rồi? Giải quyết vấn đề bằng màu son sáng nào. Anh không thoát khỏi nụ hôn của em được đâu. Đến đây. Phải thế này chứ. Hay lắm. Giờ mình giống cô ấy chưa nhỉ? Đúng rồi, mình quên mất mái tóc của mình. Mình có ý tưởng rồi nè. Dùng thuốc nhuộm này được nha. Mình chỉ cần pha theo tỷ lệ phù hợp thôi. Xem nào. Cái này không cần đâu. Trộn lên nào. Tạm biệt, Cherry cũ thảm hại. Tạm biệt, cuộc sống cũ buồn tẻ. Hẹn gặp lại nha. Chào Honey Queen đi nè. Mình đang làm gì thế này? Bọn mình quên phần quan trọng nhất rồi. Hai chùm tóc của Honey. Chào anh Ranger. Nè. Wow, súng xịn quá đi. Nè, nhưng không hợp. Ôi trời, sao đó giờ mình không thấy bạn nhỉ? Lại đây, báu vật của mình. Làm dáng cái nào. Lại. Ow. Đau quá đi. Mà gì thế này? Thêm một cái hộp bí ẩn nữa hả? Là trời. Ranger sẽ bất ngờ cho mà xem. Ước mơ đã thành hiện thực rồi. Cherry mọt sách đã hoàn toàn biến thành người khác. Mình phải học cách đi bằng giày cao gót mới được. Có người đến. Anh yêu ơi, em mới cướp ngân hàng cho anh nè. Không, đừng qua bên đó. Thôi nào, anh sợ cái gì thế? Sợ cô ấy. Vậy để em tống cô ta đi. Chào mọi người. Trời, không thể nào. Sao lại không chứ? Thế tức là bây giờ mình phải đối phó với tận hai Honey lận hả? Thật khó tin ba cô gái lại khác nhau đến như vậy. Cửa kính màu đẹp quá đi. Honey lại thế nữa rồi. Con nhỏ kỳ khôi. Bớt động chạm đi. Trời ơi, nay ai cũng ghét thế ta. Đi nào bạn yêu à. Mình muốn làm gì đó với chỗ này. Trong khi Wesley bận cắt gỗ, Honey thì phát minh ra cách bắt mít mới. Chết nè. Quá đỉnh. Cùng lúc đó, Barbie đảm nhận việc sơn. Chà, làm thôi. Bọn mình phối hợp nhịp nhàng ghê ha. Bạn thích đồ chơi nhồi bông. Nhưng cô còn mê giày đẹp hơn. Hô biến. Đồ trang trí đáng yêu ghê. Giờ chúng ta có chỗ để mỹ phẩm rồi nè. Đỏ và xanh là màu đại diện của Honey. Xích thép. Ngầu ghê. Siêu hợp với Honey và phong cách táo bạo của cô ấy. Làm thí nghiệm chút nào. Cẩn thận nha. Cực độc luôn đó. Giờ thì khỏi ai dám xông vào đây nữa. Phải đặt thêm biển cảnh báo mới được. Khuôn giấy với mực đen sẽ giúp cho chúng ta đánh hơi được nguy hiểm. Bạn cầm cái gì thế hả? Em bé dễ thương ghê. Đáng yêu quá à. Mấy tâm hồn ngây thơ. Tạm biệt anh bạn. Giờ được hơn rồi đó. Giờ thì chỉ cần dây giày nữa thôi là vòng hoa hắc ám đã xong.
còn đẹp hơn mình tưởng tượng nữa. Yeah, trò này không dành cho người yếu tim nha. Buồn cười quá đi. Xem chúng ta có gì nào. Này, coi chừng. Cái gì vậy? Hả? Thuốc nổ? Ở đâu ra vậy nè? Quét đi. Mình không hiểu. Rồi làm sao dập được nó bây giờ? Mùi gì mà quen quá vậy ta? À, Barbie, đưa cho mình đi. Nằm xuống. Hả? Dây thuốc nổ trang trí. Quá là chất luôn. Mình cần bình tĩnh lại. Ken, anh yêu. Em nhớ anh lắm. Bạn trai. Ken. Thôi chê nha. Ranger mới đúng. Hay cho anh ấy thêm chút xấu xa nhỉ. Thích không hả anh yêu? Wow. Này, thôi đi. Tụi mình đều có bạn trai. Còn Wesley thì sao nhỉ? Các bạn thì biết cái gì về tình yêu chứ. Nè, chào bạn trai mình đi. Hoa tươi. Ơi, nhạt nhẽo. U, là trời. Anh ấy không cần cái này nữa. Nghĩa trang thành phố. Được đó. Hy vọng mọi người không thấy phiền. Chắc là được rồi ha. Chỉ cần trồng hoa nữa thôi. Tình yêu vĩnh cửu của chúng ta đây anh à. Kinh dị quá đi. Mình thích nha. Ồ, để mình mở cửa cho. Có vẻ Thinh đến thăm các cô gái kìa. Ồ, có vẻ Thinh đã chấm đôi bao tay của Hadi rồi. À, bạn chết với mình nha. Đừng có hòng chạy thoát. Bạn không có cửa thắng đâu. Được, được, lấy đi đi. Đôi bao tay mình thích nhất. Sao ồn ào thế nhỉ? Ồ, chào bạn Hiền. Ồ, dễ thương quá à. Lại đây nào. Được rồi đó. Giờ thì chờ kem thấm thôi. À, kem nhắn tin nè. Anh ấy rủ mình đi hẹn hò. À, phải nhanh nhanh chuẩn bị thôi. Bạn mắc đây rồi. Xong xuôi. Anh ấy sẽ mê đắm mình. Có vẻ Thinh không nghĩ như vậy. Ôi, mình trang điểm dở quá đi à. Gương sẽ giúp trang điểm đẹp hơn đó. Thêm viền lông vũ vào cho dễ thương nữa nha. Hình ảnh của Barbie được cứu rồi. What? Wow, mình xinh quá đi. Cảm ơn nhiều nha bạn thân. Ơi, thôi kệ. Rồi, mình tha thứ. Hả, gì thế? Chán quá đi. Ôi, hết đạn rồi. Hàng xóm kiểu này thì chết quá đi mất. Chắc phải giúp cho Hadi trút giận thôi. Đi nha ta người dơi. Cảm ơn nhiều nha. Muốn thử quá đi à. Thôi thì cùng chơi đùa với mình nha. Chết nè, con chuột bay. Bạn làm được có vậy thôi đó hả? Hả? Ồ, cảm giác kỳ kỳ. Cái gì? Sao mình không le vậy nè? Barbie, đúng là ác mộng mà. Đủ rồi đó nha bạn Hiền. Ăn đấm đi nè. Hả? Không thể tha thứ được mà. Thử ăn tên của mình đi. Đừng mà, cứu mình với. Không có ai cứu cậu đâu nha. Hả? Chuyện gì vậy? Xem thử nào. Teddy à. Bạn là chú gấu bông dễ thương nhất trên thế giới. Ở yên ở đây nha. Xem chúng ta có gì nè. Không đau đâu mà. Wesley, lại là ghế điện nữa. Đưa đây đi. Thôi nào. Hình như đùa quá trớn rồi thì phải. Teddy ơi, sao lại thế chứ? Ai là thủ phạm hả? Bếp đừng tội nghiệp. Khoan đã, nếu như
Oh yeah. Dạ. Mình đúng là thiên tài mà. Giờ em còn đẹp hơn nữa đó, Teddy. Đừng có nằm mơ nha, Hardy. No. Oops. Biết rồi mà. Hôm nay là sinh nhật của mình. Chúc mừng sinh nhật nha, Westy. Hooray. Tặng cho bạn nè. 3, 2, 1, boom. Tò mò thật nha. Đống than này làm nến thì tuyệt vời. Chỉ cần thêm bất đèn và lửa thôi. U ám và đặc sắc. Nhảy thôi nào các bạn ơi. Nào nhảy lên. Thế mới vui chứ. Một trận đấu Pokemon sắp bắt đầu. Đây sẽ là trận quyết định giữa các huấn luyện viên giỏi nhất liên minh. Pokemon của Thiên Kỳ nhìn có vẻ rất mạnh á. Mình chọn cậu, Charmander. Mình biết cậu giỏi thế nào mà. Cho bọn họ biết lễ độ đi. Nhưng Dennis cũng không dễ nhục chí đâu nha. Vì Pokemon của anh chàng chứa đựng một sinh vật rất đặc biệt mà. Pikachu, mình chọn cậu. Cậu làm được. Hai cậu tiêu đời rồi. Trận đấu ngay lập tức trở nên căng đét. Nhưng may mà Pikachu biết rõ cách dùng lửa trị lửa. Cậu đang làm gì vậy hả? Mau đánh bại họ đi. Pikachu, dùng chiêu phóng điện sấm sét đi. Ủa, gì vậy trời? Có vẻ đây là một pha hạ đo ván. Pikachu đúng là bất bại. Các cậu nghĩ thế là thắng sao hả? Chúng ta chưa xong đâu nha. Tôi sẽ sớm gặp lại cậu. Được thôi, Pinky. Được rồi mọi người, ra ngoài thôi. Có vẻ Pikachu vẫn còn nán lại phía sau. Ai mà cưỡng lại được món snack miễn phí chứ. Bắt được rồi nha Pikachu. Thật không thể tin được là tụi mình đã thắng cuộc. Thắng xong thấy đã ghê. Suýt thì quên mất Pikachu. Cậu sạc điện thoại giúp mình được không? Làm như nào vậy ta? Hay là cứ làm nóng lên nhỉ? Được rồi nè, của cậu đây. Cảm ơn nha. Cháy thành than rồi còn đâu. Cậu đã làm gì vậy? Pikachu đâu rồi? Bạn thân của tôi đâu? Pikachu, chuyện này không hài hước tí nào. Khoan đã, cái gì đây? Đúng là thảm họa mà. Pikachu bị bắt cóc rồi. Mình phải ngồi ở đây bao lâu nữa ta? Cái này hay à nha. Tới đây nào bảo bối. Được rồi, cưng đây rồi. Tuyệt cú mèo. Pikachu, tôi đã bảo cậu im lặng rồi mà. Bằng cách này hay cách khác, cậu nghe cho kỹ đây. Cậu phải đánh bại mọi Pokemon khác để tôi được trở thành huấn luyện viên vĩ đại nhất. Thiên Kỳ vĩ đại và xấu xa. Này, có nghe tôi nói gì không hả? Ừ, có mà. Nhưng cậu không đánh bại được Dennis đâu. Tóc ghẻ đòi ăn thịt Thiên Nga. Cái gì? Sao cậu dám nói chuyện với tôi như vậy? Tôi có thể phá hủy mọi thứ cậu thích luôn á. Bé khoai tây tội nghiệp. Không phải chứ. Khoai tây đâu có làm gì sai đâu. Được rồi, tôi sẽ nghe theo cậu. Đập tay nào. Xin lỗi nha, là lỗi của tôi cả. Bao giờ tụi mình mới bắt đầu tập luyện đây? Pikachu bé nhỏ tội nghiệp. Chắc là cậu sợ lắm. Nhưng mình sẽ cứu cậu. Nhóm lửa sẽ suy yếu nếu gặp nước. Pikachu của mình. Đừng như vậy nữa. Dừng lại đi. Tỉnh táo lại xem nào. Pikachu. Cậu quá trớn rồi á nha. Xin lỗi, tôi không cố ý. Đủ rồi. Đúng là chán chết. Tự đi mà tìm Pikachu bảo bối của cậu đi. Tôi về nhà đây. Charmander, cậu cũng bỏ mặc tôi sao? Phải báo cảnh sát thôi. Giúp tôi với. Có kẻ bắt cóc Pikachu của tôi. Cậu ấy màu vàng và rất năng động. Màu vàng? Cái này hả? Không có gì liên quan luôn. Hay cậu mất cái này? What? Đó là bình túi nước mà. Sự lựa chọn cuối nè. Cậu bị điếc hay gì vậy? Tôi bị mất Pokemon. Để tôi nghĩ đã nha. Pikachu của tôi. Ủa, cô cảnh sát. Dậy đi, tôi phải tìm được Pokemon của tôi. Hiểu rồi. Đi thôi.
Nhưng giờ phải giải lao một xíu đã. Cảnh sát Slowpo cần được nghỉ ngơi. Có cậu thì không ai là tôi không đánh bại được, Pikachu à. Không, không thể nào. Dennis đúng là rất nỗ lực tìm kiếm cậu. Pikachu, cậu đi đâu rồi? Cô cảnh sát, dậy đi. Tôi vừa bị bắt cóc. Là tôi đây nè. Pikachu, sao lại là cảnh sát chứ? Dậy đi mà, mau lên. Cô không nhận ra tôi à? Thôi đi, để cô nàng ngủ đi mà. Chúng ta phải chiến thắng cuộc thi đã. Tôi chính là Pikachu. Cưng đây rồi sao, bỏ bối? Không có gì đáng lo đâu, thưa cô cảnh sát à. Em bé nhà cô dễ thương thật á. Chăm sóc đứa nhỏ tốt nha. Đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Im lặng đi Pikachu. Ăn snack đi nè. Giờ thì đi theo tôi, sắp muộn giờ rồi đó. Hai người họ đúng là sinh ra dành cho nhau. Thiên Ki, tôi đói rồi. Tôi không có thời gian quan tâm đâu Pikachu. Lãng mạn là cái gì chứ? Ăn mới là quan trọng nhất. Có vẻ mình có bữa tối để ăn rồi. Chúc mình ngon miệng. Hai người họ yêu nhau ghê. Đúng là sinh ra để ở bên nhau mà. Chuyện gì vậy trời? Bộ phim tình cảm của mình đâu rồi? Pikachu, sao vậy Thiên Ki? Cậu làm gì với đống dây điện vậy hả? Trả lại cho cậu nè. Không phải như thế này đâu. Tôi cần điện. Đứng yên. Ngoan, không là không có khoai tây chiên đâu. Hoàn hảo. TV lên rồi nè. Ồ, phải ha, còn cái này nữa. Sạc điện thoại giùm tôi luôn ha. Được luôn nè. Giỏi lắm Pikachu, phát huy nha. Dennis đang tìm Pokemon của mình khắp mọi nơi. Cậu ấy ở đâu được ta? Ơ, cậu có sao không? Chào Mew. Được rồi, đừng có khè tôi mà. Muốn chơi chút không nào, bé mèo ngoan? Đố cậu bắt được á. Nhân tiện, cậu có thể giúp tôi tìm bạn Pokemon bị mất tích được không? Cô nàng có đôi tai dễ thương lắm á. Cũng được thôi. Nhưng cậu phải đáp ứng yêu cầu của tôi. À ha, cậu xem đi. Sữa, đồ chơi và một trụ cào móng. Công bằng á Miêu, tôi có thể làm được. Đi theo tôi. Cứ tự nhiên như ở nhà nha, cô bạn nhỏ. Từ giờ cậu sẽ sống ở đây. Có quái vật kìa. Chỉ là Barney thôi mà, đừng lo. Cậu phải đọc cả dòng in nhỏ chứ. Không được nuôi chó, Dennis à. Thôi thì cũng được, Miêu. Xin lỗi nha, Barney. Tụi mình phải giải quyết vụ án quan trọng này. Phải tìm cho ra Pikachu. Mình cần phải nghỉ một lát đã. Đây thật sự là một vụ rất quan trọng. Thám tử Miêu sẽ phá án ngay lập tức. Pikachu không thể đi xa được. Cứ như là bé quái vật màu vàng này đã bốc hơi vậy. Thôi, điều tra thế là đủ rồi. Đến lúc giải lao bằng âm nhạc thôi nào. Quẩy theo DJ Miêu đi nào. Nàng thám tử cần chút thời gian để mài móng. Miêu rất thích đu lên rèm cửa. Có nhiều đồ để nghịch quá nè. Mình có thể chơi mãi mãi. Đây là gì vậy ta? Hai cậu dễ thương thật á. Quá mất dễ thương. Tôi tỉnh rồi. Ủa, có chuyện gì vậy? Đây là căn phòng tôi vừa mới nằm ngủ ấy hả? Đúng vậy á. Sao nó tan hoang quá vậy? Ôi trời. Barney, cưng quay về đi. Miêu, cậu về bãi rác mà ở. Pikachu, tụi mình phải tập luyện nhiều hơn nữa. Hay thử nâng tạ trước nha. Cậu bị sao vậy hả? Ca này khó hơn tôi tưởng á. Nào đứng dậy đi, giờ thử đấm bốc ha. Cho tôi thấy năng lực của cậu đi. Được rồi, nhận lấy nè. Giúp tôi với Pinky. Không được rồi Pikachu à. Tôi phải làm sao với cậu đây? Mình nghĩ ra ý này rồi. Mình sẽ có body hoàn hảo luôn. Trên vũ đài họ sẽ không chăm chước cho cậu đâu. Này, cậu bị sao thế này hả? Đây là cơ bắp mà mình khổ luyện ra. Vậy thì hãy tiếp tục tập cho lên cơ nào. Nhưng chỗ cơ bắp giả này thì không cần thiết đâu nha. Lừa tôi không dễ vậy đâu Pikachu à. Làm sao để đưa cậu vào khuôn khổ đây ta? Có cách rồi nè. Tôi muốn gọi một pizza tăng lực. Cảm ơn. Nè Pikachu, cậu gọi từ đầu có phải tốt hơn hay không? Ngon tuyệt. Ăn ngon miệng nha. Nhanh dữ thần. Tất nhiên rồi. Ăn giỏi, tập giỏi mà. Tôi thấy khỏe lắm rồi. Được rồi Pinky, tập luyện thôi. Nhà vô địch cũng chỉ cỡ tụi mình mà thôi. Quái vật là phải thế này chứ. Giỏi lắm. Tụi mình nhất định sẽ chiến thắng. Pikachu, cậu đang ở đâu? Mình nhớ cậu chết đi được. Còn nhớ ngày đầu tiên tụi mình gặp nhau không? Đó là ngày đẹp nhất đời mình.
Là ai vậy? Trời ơi, kỳ quặc ghê. Cậu bị bỏ rơi sao hả, bé cưng? Chào mừng cậu đến với nhà mới nha. Pikachu, cậu là người bạn tuyệt nhất của mình. Không biết cậu có được ăn các món cậu thích không nữa. Đến giờ ăn sáng rồi. Sữa, kẹo dẻo và một suất khoai tây chiên lành mạnh. Cậu ăn đi, Pikachu. Nào, một thìa đầy luôn nào. Mình hiểu rồi. Từ giờ không dùng thìa kim loại nữa. Nhớ trận đấu cuối của tụi mình không, Pikachu? Cậu quá đỉnh luôn. Cô nàng Charmander kia làm gì có cửa. Tụi mình đang vui biết bao thì cậu lại biến mất. Dennis, mình nhớ cậu chết mất. Cậu đang ở đâu vậy cô bạn? Quay về với mình đi. Ồ không, cúp vô địch sắp diễn ra đến nơi rồi. Mà mình thì chẳng có Pokemon nào. Xin lỗi nha, là tai nạn thôi. Đừng nổi điên với tôi mà. Sao? Cậu không có huấn luyện viên á? Đúng là định mệnh mà. Mình là huấn luyện viên giỏi nhất đây. Cậu làm được mà, Chiodo. Cho họ thấy năng lực của cậu đi. Nhóm đá sao? Nhóm này không hiếu thắng lắm đâu. Oh yeah. Thả cậu ta đi, Jigglypuff. Giọng hát ngọt ngào quá. Không ai có thể cưỡng lại một bài hát hay như vậy. Nhưng Chiodo không bị ảnh hưởng gì. Tay của anh chàng đã được bịt lại. Huấn luyện viên đã đoán trước trò này. Đến lúc cho Jigglypuff rời sân rồi. Sao có thể chứ? Làm tốt lắm Chiodo. Mong là chúng ta sẽ không phải gặp lại Molly ạ. Tiếp theo là trận đấu với Pinky. Và cô nàng sẽ ra trận bằng một Pokemon gây sốc, Pikachu. Mình tìm cậu khắp nơi luôn á. Dennis, Pika Pika. Có vẻ trận đấu đã bị hủy. Nhìn họ rời đi kìa. Đúng là dễ thương quá ha. Này, tôi không muốn ôm ấp vào lúc này đâu. Đã đến lúc tôi phải đi rồi. Nhưng trước hết, phải biến hình nhanh một chút đã.